Cẩu Trung Liệt, kẻ bí ẩn thống trị thảo nguyên châu Phi. Giữa thế giới hoang dã của châu Phi, nơi mà chỉ những kẻ mạnh mẽ nhất mới có thể tồn tại, có một loài cẩu đặc biệt ít được biết đến nhưng đầy quyền lực, cẩu Trung Liệt. Đây không phải là loài cẩu bình thường, mà là một chiến binh thực thụ, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai dám thách thức nó, dù đó có là báo săn nhanh nhẹn hay những bầy chó đốm hung dữ. Chuyện kể rằng, cẩu Trung Liệt có thể dễ dàng cướp đi con mồi từ móng vuốt của báo săn, không chút do dự. Báo săn, vốn nổi tiếng với sự công bằng và quyết đoán, khi đối mặt với cẩu Trung Liệt, cũng phải e dè mà lùi bước. Sức mạnh của cẩu Trung Liệt không chỉ nằm ở thể lực mà còn ở bản năng chiến đấu không khoan nhượng. Không chỉ báo săn, ngay cả những bầy chó đốm châu Phi nổi tiếng về sự tàn bạo cũng phải dè chừng khi gặp cẩu Trung Liệt. Chó đốm, với danh tiếng đáng sợ, từng là nỗi khiếp đảm của Thảo Nguyên, nhưng khi đối diện với cẩu Trung Liệt, chúng cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Có lẽ vì lần đầu chạm mặt với loài cẩu bí ẩn này, chó đốm đã chọn cách rút lui để tránh một cuộc chiến không cần thiết. Cẩu Trung Liệt không chỉ dũng cảm mà còn rất thông minh. Nó không bao giờ tấn công một cách vô nghĩa mà luôn biết cách sử dụng sức mạnh của mình để đạt được mục tiêu. Khi đối mặt với bầy chó hoang châu Phi, thay vì lập tức tấn công, cẩu Trung Liệt đã khéo léo chiếm lấy nguồn nước quý giá. Nhờ vào sự khôn ngoan và dũng cảm, nó đã buộc bầy chó hoang phải khuất phục, nhường lại con mồi và không dám thách thức. Nhưng cẩu Trung Liệt tiến tới một bầy chó hoang châu Phi, lập tức bùng nổ cuộc chiến dữ dội. Ai cũng biết, bầy chó hoang luôn mạnh mẽ khi đi thành nhóm, nhưng hôm nay chỉ có một mình cẩu Trung Liệt dám thách đấu. Chúng tôi thấy con mồi nằm dưới đất, có vẻ như bầy chó hoang không muốn chiến đấu, nhưng cũng không thể để mất con mồi. Theo thường lệ, bầy chó hoang sẽ xua đuổi kẻ đến cướp, nhưng hôm nay chúng lại giữ im lặng, để cẩu Trung Liệt hành động tự do. Điều này thật khó tin. Rõ ràng cẩu Trung Liệt là kẻ mà ngay cả những con chó đốm hay chó hoang châu Phi cũng không dám đụng vào. Cẩu Trung Liệt đã giành chiến thắng và không con chó hoang nào dám thách thức, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi cho đến khi cẩu Trung Liệt ăn no. Từng nghĩ rằng cẩu Trung Liệt luôn bất khả chiến bại, dù mạnh mẽ đến đâu, nó cũng biết rõ giới hạn của mình. Khi đối mặt với một bầy sư tử cái phục kích, cẩu Trung Liệt đã nhanh chóng nhận ra nguy cơ và quyết định rút lui. Tốc độ và sự linh hoạt của nó đủ để thoát khỏi móng vuốt của những kẻ săn mồi đáng sợ nhất trên thảo nguyên. Cẩu Trung Liệt, một kẻ bí ẩn, mạnh mẽ và đầy trí tuệ, là minh chứng sống động cho sức mạnh và sự thông minh của thiên nhiên hoang dã. Không nhiều người biết đến loài cẩu này, nhưng một khi đã nghe về nó, bạn sẽ không thể nào quên được hình ảnh của một chiến binh thực thụ, thống trị thảo nguyên châu Phi bằng sức mạnh và sự can trường của mình.